có biết cái quần này nè, người ta sản xuất ra mình xài được cả chục năm. Hôm mai mua cái thịt cho anh ăn đi hả? Tàu hủ, bà uống xíu là hết à. Cái chanh này hay lắm bơ, cái này con thấy cái này là hay hơn thuốc luôn á. Mai mốt bà khỏi mua thuốc nữa. Tiền bạc gì nữa, giờ là tự nhiên khỏe thôi à. Chỉ cần tinh thần lạc quan là khỏe thôi à ba. Vì yêu là không cần nói. Ủa em làm gì vậy? Em đang may đồ nè. Trời ơi, cái quần rách cái đó, không giục đi vừa mai chi vậy trời. Trời ơi, tự nhiên gì đâu giục. Anh có biết cái quần này nè, người ta sản xuất ra mình xài được cả chục năm. Mà anh có biết là em xài cái quần này từ bao lâu chưa? Mới từ năm cấp 3 tới giờ thôi à. Là mình còn xài được mấy năm nữa. Cái quần còn y thinh đi, có gì đâu giục. Không giãn, không gì chơi, nó chỉ hơi bị rách nhẹ thôi. Giờ em lấy em mai lại mặc bình thường, có gì đâu. Phải biết tiết kiệm chứ thời buổi khó khăn rồi. Ai nói với em là cái quần này xài chục năm? Cái quần này á, dữ lắm là người ta xài nửa năm là ta giục rồi. Nè nói với em nha, quần này mặc lâu quá riết bị bệnh chết luôn á. Bệnh cái đầu anh chứ bệnh. Ai nói với anh á là mặc quần này lâu năm bệnh. Nói bệnh gì chứ nhỏ giờ chắc em bệnh rồi, nhỏ giờ em chỉ mặc có mấy cái vậy thôi. Bày đặt bà điều, anh là nên tiết kiệm đi, đừng có xài phung phí vậy. Cái nào đáng mua thì mua, mấy cái này mặc ở trong ai đâu thấy. Đúng không? Có cái mặc là được rồi. Thôi em muốn làm gì em làm. Tới giờ đi làm rồi. Anh xin ít tiền đi làm. Dễ rồi. Nè, 10.000. Nè, lấy đi. Đi làm nè, đi trễ giờ. Cái gì 10.000 không đủ nổ xăng nữa. Trời ơi, từ đây qua chỗ làm của anh cũng đâu xa lắm đâu, lấy xe đạp của em kìa. Trời, nghĩ sao vậy? Từ đây làm xe qua tới quận 2 cho anh xỉu luôn á. Anh nghĩ sao vậy? Từ đây qua bển có 10 cây à, mà anh đi xe máy. Xe máy anh đi ra ngoài đường làm ô nhiễm môi trường, rồi làm hao mòn xe máy của mình, rồi vừa tốn tiền xăng nữa. Xe máy chẳng hạn như đi về quê thì mình đi, chứ bình thường chạy gì hao phí lắm. Đi xe đạp đi, vòng vòng ở thành phố thôi à. Nghĩ sao vậy? Rồi gì rồi tiền đâu anh ăn không? Trời ơi, gần cái công trình của anh có cái chùa đó thì anh cứ qua bển anh xin cơm từ thiện anh ăn đi. Anh ăn cơm chay cả tháng nay anh ngán mượn chết gì á. Quá ăn thịt trời. À ăn thịt nhiều không có tốt đâu, với lại người ta ăn được thì mình cũng ăn được. Anh bày đặt đua đòi, anh cứ vậy hoài, bởi vì mình nghèo hoài mình đâu có giàu lên được đâu. Mình phải tiết kiệm, đúng không? Rồi từ từ để dành dụm, từ từ mình mới giàu lên. Khi nào giàu lên mình mới hưởng thụ được, anh hiểu chưa? Còn khi mà mình nghèo không cho phép bản thân mình hưởng thụ được. Anh lo đi làm đi bày đặt, bữa nay nhiều chuyện quá à. Anh thua em luôn á. Đi làm á. Chứ anh có bao giờ thắng em đâu mà mày đặt. Quá phung phí. Ba ăn cơm đi ba. Ủa em, con nhiều hả? Ừ, thì có nhiều em đem dọn lên hết rồi đó. Sao vậy? Trời, ba lên đây chị bệnh có mấy ngày à. Sao mua đồ ngon cho ba ăn, nói toàn rau không sao ba ăn được. Trời ơi, anh nói kiểu giống như là em bụng xỉn rồi em bất hiếu với ba anh lắm vậy. Trời, anh không biết gì chứ. Người lớn tuổi mà nhất là ba anh bị bệnh vậy nè, là nên ăn rau, củ, ăn thực vật thôi, chứ không có nên ăn thịt cá. Anh phải thương ba anh lo cho ba anh chứ. Anh biết là như vậy, nhưng mà lâu lâu qua mới lên mà. Em nói anh nghe nè, bây giờ mấy cái rau củ này ăn nó mới tốt cho sức khỏe. Thịt cá anh bây giờ hả, em nói anh thịt heo rồi cá giờ người ta nuôi thức ăn không à. Ăn vô còn bệnh quá cha nữa. Anh không thấy hả, ông bà già xưa hả, toàn là ăn rau cỏ gì mà người ta sống dai. Chứ em nói anh, ăn thịt rồi anh ăn cá, mấy cái thức ăn thôi bây giờ hả, bệnh là mau đi sớm lắm. Em bảo vệ sức khỏe cho ba anh, em thương em lo cho ba anh á, em mới để cho ăn mấy cái này là ngoài thiên nhiên. Cái này là con trồng ở ngoài vườn á ba, này con đem vô con nấu cho ba ăn, không có thuốc thang gì chứ á. Anh biết là ăn rau nó tốt, nhưng mà lâu quá anh không có thịt anh cũng thèm nữa. Vậy thôi ngày mai mua món khác cho anh ăn. Hôm mai mua cái thịt cho anh ăn đi hả? Ai nói? Chứ em mua cái gì? Tàu hủ. Ba ăn cơm đi ba. Ba ăn này nè ba, ngon lắm ba. Ăn đi ba. Ăn đi ba. Chào ơi. Dạ. Chào. Con ơi. Gì ba? Ba nhức đầu quá,
con đi mua thuốc huyết áp giùm qua đi. Thuốc huyết áp hôm qua nay hết rồi con. Ủa bữa ba lên con thấy còn nhiều lắm mà. Hết rồi, sáng giờ ba không có uống thuốc huyết áp, giờ nó nhức đầu quá con ơi. Rồi thuốc ba để đâu, để con kiếm cho con, chừng nó rớt rồi đó ba không thấy đó. Hết rồi đó, con kiểm lại đi. Ở ngoài sao hay gì đó. Đây. Bữa hổm con nhớ còn nhiều lắm mà. Hết rồi con ơi. Trời ơi, sao thuốc mà ba lên trên này ba không chuẩn bị thuốc đem theo nhiều. Chứ bây giờ con đâu biết thuốc này to nó làm sao đâu, con đi mua cho ba. Con cứ ra con nói thuốc áp á, ta bán cho. Đi đi con. Trời ơi. Đi giúp giùm ba đi. Ba nhức đầu quá con ơi. Mấy cái thuốc huyết áp này mua nhiều tiền vậy lắm. Ba ơi, mấy cái thuốc này là phải có to đàng hoàng, chứ mình mua tầm bậy tầm bạ không có hết đâu. Mấy ba đợi con xíu đi. Bây giờ ba lên huyết áp đúng không? Lên huyết áp để vô cũng pha nước chanh cho hạ huyết áp lại liền. Đợi con xíu. Nè ba. Nè nước chanh nè. Ba uống xíu là hết à. Nước chanh này hay lắm bơ. Cái này con thấy cái này là hay hơn thuốc luôn á. Mai mốt ba khỏi mua thuốc nữa. Đó, uống này nó cũng hết mà. Xài đồ thiên nhiên thôi chứ ba đừng có bị phụ thuộc thuốc quá nha. Bây giờ thôi ba bệnh ba ở trong nhà hoài cũng tù túng lắm. Để con dắt ba đi vòng vòng cho nó thoáng ra mới vui mới khỏe được nha ba. Ba đợi con nhé. Đi để con dắt ba đi. Cứ để im cho ba đi. Trời ơi không có được. Đi vòng vòng là ba vui ba khỏe lại liền. Đi. Bởi vì con nói thiệt với ba là chỉ có con dâu như con là con mới hiếu thảo với ba thôi. Con là con thương ba kiểu thật lòng. Con không muốn ba uống thuốc nhiều bị bệnh mà còn tốn tiền tốn bạc nữa. Tự nhiên khỏe thôi à. Chỉ cần tinh thần lạc quan là khỏe thôi à ba. Đúng không ba? Ủa ba ơi. Ba ơi, ba có sao không ba? Có ai không? Ba ơi, ba đừng làm con sợ mà ba. Bước trong màn đêm, đầy mưa gió. Ông chẳng thấy được gì, chẳng nói điều gì, cứ thế đi thôi. Em biết á, là trong cái chuyện này là lỗi của em hết. Nhưng mà thiệt tình là em không cố tình đâu. Em cũng thương cũng lo cho ba giống như là ba ruột của mình vậy. Chẳng qua là em muốn tiết kiệm. Nhưng mà em cũng lo cho ba. Em muốn ba đi ra ngoài á được thoải mái hơn. Em không ngờ em làm gì là hại ba. Tính toán làm gì. Em biết em sai. Anh đã lỗi khi em không phúc. Em kêu anh tiết kiệm. Anh cũng tiết kiệm. Một ngày đi làm chỉ cho anh có 10.000. Anh nhịn ăn, anh nhịn uống. Em kêu anh đi xe đạp đi làm. Anh cũng đi xe đạp đi làm. Cái gì anh cũng nghe em hết. Nhưng mà tại sao tới ba của anh em cũng nói sự như vậy hả chồng? Em nói á, em muốn tiết kiệm. Em nói là em hà tiện. Tất cả cũng như lo cho cuộc sống trong này của hai đứa, cái hai vợ chồng á được đầy đủ, được vui vẻ hơn. Bây giờ á, mình có tiền đó, mình còn ba mẹ nữa. Em gái nó có hạnh phúc không? Hối hận lắm. Tiền á không phải là tất cả trong cuộc sống này đâu. Nhiều lúc có tiền á mà cha mẹ không còn bên cạnh mình á thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa hả giàu? Em biết em sai rồi, đừng có giận em được không anh Phúc? Em hối hận lắm rồi. Mình ly dị đi. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ
bao lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay chặt tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay chặt tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người mà. Có tiền tiền chứ, có ông già mù và con chị đi đứng trong ngõ, bước trong màn đêm nơi mưa gió. Anh thấy nóng trong người của em, nóng hừng hực trong người anh nè. Như hai người